giờ nhìn được rõ để xem rút lên chỗ nào đây. Không có tiêu. Không, em vừa rồi là lém cái kính này nó có xốp mà này ít xốp, chút nhỏ là lém xa. Khó nhìn. Cái thằng con của Quân đấy, chuyển mất rồi. Gọi bác nhấc lên thì nó mới chạm được nó. Cố gắng, con này lại chép đen, cũng bằng con lúc đấy.